Hello anh em mình nha, chào mừng anh em mình đã quay trở lại với kênh channel Beta Coffee của tôi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên cho anh em đợt cá Beta đồng giá là 60.000 một em nha. Đợt này là sẽ lên cho anh em khá là nhiều dòng, như là dòng Yellow nè, Nemo nè, Candy, sẽ có rồng đen vân vân nữa ha mọi người. Rất là nhiều mẫu mã cho anh em mình tha hồ mà lựa luôn ha. Và đợt này hiện tại đặc biệt là đang có một cái chương trình sale, đó là anh em chỉ cần mua 2 con thôi là sẽ được free ship nha mọi người. Đó, mua 2 con 120 cộng thêm free ship cho anh em mình luôn nha. Chỉ duy nhất đợt ngày hôm nay nha anh em. Đợt này á phải nói là cá vừa to vừa đẹp nha mọi người ơi. To ở đây chắc cũng tầm khoảng hơn 5 xăng luôn rồi nha mọi người. Là tôi đã tính luôn cái phần đầu với phần đuôi của nó luôn rồi nha. To đẹp mà còn free ship, rất là lợi cho anh em mình luôn. Rồi vậy bây giờ mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em hai mẫu mã đầu tiên luôn ha. Em phía trước á thì mình gọi là dòng Nemo Candy, còn em phía sau á thì mình gọi là em Galaxy Nemo mình làm vàng nè mọi người. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, đợt này chỉ có 60.000 một bản thôi, và cũng sẽ có một vài em sale từ 100 và 80. Có những con 100 cho đến 80. Đó, những con đó sale còn có 60.000 một bản ha trong đợt này luôn nha mọi người. Thì đố mọi người nhận biết được con nào có mức giá 100.000 và 80.000 nha. Rồi, và giới thiệu cho anh em mã này luôn, đây gọi là Nemo dạ quang ha. Còn em phía sau thì mình gọi là dòng Galaxy Nemo luôn nha mọi người. Mình sẽ qua tới mã kế tiếp cho anh em mình luôn, cũng là một em Nemo dạ quang, và em này nó sẽ bự hơn cái em bên này nhiều nha mọi người ha. Nói chung về cái màu thì cái màu của em này nó sẽ đẹp hơn, còn về cái form thì cái form của thằng này nó sẽ bự hơn nhiều. Rồi, và em phía sau mình vẫn gọi là dòng Galaxy Nemo luôn nha mọi người. Rồi, mình sẽ qua luôn mã kế tiếp cho anh em mình luôn nha. Qua tới mã kế tiếp cho anh em mình luôn, đây gọi là dòng Galaxy Yellow nha mọi người ha. Galaxy Yellow coi như mình sẽ lên hai mã cho anh em mình luôn, đó là 321 phía trước và 325 phía trước nha anh em. Em phía sau cũng là dòng Galaxy Nemo luôn nha. Đợt này nói chung đó là xả cá Nemo luôn nha mọi người. Đó. Nên là sale khá là nhiều dòng Nemo cho anh em mình luôn. Cũng là một em Nemo mà cái em này nó sẽ pha nền cam nhiều hơn. Còn em bên kia thì nó sẽ, tôi thấy nha là có nhiều nền đỏ nhiều hơn ha. Em phía sau thì mình cũng gọi là dòng Fancyless nha. Mà Fancyless thì ta xanh luôn mấy chị. Ồ, Fancyless thì ta xanh mà vẫy rồng nữa nha anh em. Rất là xịn sò luôn, 60.000 một bản thôi. Đó, anh em thấy rõ rồi đúng không? Rồi, mình cũng sẽ qua mã khác cho anh em mình coi luôn ha. Đó, rồi, mình qua luôn nha anh em. Rồi, cũng là một em Fancyless vẫy rồng luôn nha mọi người. Bạn kia thì xị ta xanh, còn bạn này thì nó có vẫy rồng. Rồi, anh em thấy rõ ha. Em phía sau thì mình gọi là dòng đâu ta? À mình gọi là dòng multicolor nha anh em. Đó, multicolor có nghĩa là nhiều màu sắc. Anh em đếm tầm khoảng trên 4-5 màu là đó, anh em thấy không? Nếu như bạn này trên 4-5 màu thì mình gọi nó là dòng multicolor được rồi. Chứ cái tên gốc của nó là nó cũng khá dài á. Mình nói ngắn gọn đây là dòng multicolor cho nên mình dễ hiểu hơn ha. Rồi. Bây giờ mình cũng sẽ qua mã kế tiếp cho anh em mình. Đây, em này là Dumbo White nha anh em. Hiện tại nói chung là mình sẽ lên cho anh em mình những bé trắng chút nha. Rồi, dòng Dumbo White nha anh em ơi. Rồi, em phía sau nha thì mình gọi là dòng Samurai đỏ nè. Samurai đỏ thông thường bán cho anh em với giá 100.000, nhưng hiện tại đang sale xuống còn có 60.000 một bạn nha mọi người. Rồi, và mình cũng sẽ nói sơ về các cách thức đặt cá ha. Rồi, thì anh em cứ việc chọn cho tôi mã số. Đây gọi là mã số nha anh em. Một cái tóc cặp V và bên trong nó có 3 con số, đó chính là mã số của từng bé cá. Rồi, một ô như này là sẽ gồm 2 bé. Rồng đen gọi là bé phía trước, còn bạn Galaxy Nemo này gọi là bé phía sau ha. Anh em mà thích con rồng đen á thì mình gửi cho tôi cú pháp, đó là ngày xem đợt cá cộng với mã số. Đây, anh em thích rồng đen thì ghi cho tôi 329 phía trước. Anh em thích con phía sau thì ghi là 329 phía sau. Đó. Anh em thích nguyên một cặp này luôn thì ghi cho tôi cặp 329 nha mọi người. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi nha anh em. Rồi. Để có gì bên tôi chắc xem còn hay không, rồi tôi còn tư vấn báo giá cho em cho anh em ha. Đó, rất là đơn giản vậy thôi nha mọi người. Rồi. Và cái số điện thoại cùng với Zalo đó là tôi có để ở ngay phần đầu của video, hoặc là ở ngay phía dưới tiêu đề của video này là mình cũng có để luôn nha anh em.
Và bên tôi là sẽ check tin nhắn của anh em là theo giờ hành chính nha, đó là từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều nha anh em. Nói chung là một ngày là bên tôi cũng có khá là nhiều tin nhắn nên là sẽ phản hồi tin nhắn của anh em mình hơi chậm trễ một xíu, anh em cứ thông cảm giúp tôi nha. Tuy nhiên là bên tôi sẽ cố gắng phản hồi nhanh nhất có thể cho anh em mình để có gì anh em có thể lên đơn cá một cách nhanh chóng nhất có thể nha. Và thông thường là bên tôi sẽ đăng video vào lúc 7 giờ sáng ha. Đối với những cái video mà chốt đơn cá Zalo bình thường là sẽ đăng vào lúc 7 giờ sáng. Còn đối với đợt cá mà Shopee là sẽ đăng vào lúc 8 giờ tối nha. Đó, anh em lưu ý giúp tôi khoảng này nha. Đó, cho anh em coi thêm một mã nữa, đó là dòng Galaxy Nemo. Mà bạn này nguyên nền đỏ nha, rất là đẹp luôn nha anh em. Nemo nền đỏ luôn, rất là xịn sò. Bạn này thì nó sẽ nhỏ hơn con phía sau một xíu thôi, là tầm khoảng 5 cm. Còn bạn phía sau là chắc tầm khoảng 5 cm rưỡi luôn nha anh em, rất là to luôn. Rồi anh em cứ nhìn nha, là một cái hồ như này bên tôi á, một cái hồ như này là tầm khoảng 7 cm, mà có con phía trước thì nó chắc cũng hơn 5 cm, 5.1, 5.2 gì đó. Còn bạn phía sau cũng hơn 5 cm rưỡi rồi, anh em nhìn thôi là cũng dễ thấy mà đúng không? Rồi, rất là đẹp nha anh em. Và mình cũng sẽ qua mã tiếp cho anh em mình luôn, cũng là một em Galaxy Yellow luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp. Em phía sau nha, mình vẫn gọi là dòng Galaxy Nemo luôn. Kế đến cho anh em mình, đây bạn phía trước cũng là em Galaxy Nemo, còn bạn phía sau là một em Galaxy Yellow. Đúng rồi, Galaxy Yellow nha anh em. Tại vì đôi lúc cái Nemo, cái vần của Nemo với Yellow nó cũng giống đa ná nha, nên là đôi lúc mình sẽ nói nhầm. Thì nói chung Yellow là màu vàng, còn Nemo là màu cam. Ai mà hay xem phim đi tìm Nemo là anh em cũng biết mà đúng không? Giới thiệu cho anh em thêm một alien siêu khủng luôn nha mọi người. Siêu khủng mà kỳ cũng khá là hay nha mọi người ha. Nói chung thì khi mà mọi người nuôi alien á, thì theo tôi để ý nha, là thường mấy bạn alien nó sẽ dễ nhảy á, cho nên nó là khi mọi người mang về mọi người nhớ để ít nước thôi nha mọi người, chỉ để cái mực nước nó vừa vừa thôi để tránh cái trường hợp nó nhảy sang hồ khác hoặc là nó nhảy ra ngoài ha. Bạn này thì cái form nó cũng khá là to ha mọi người, vì cũng tầm khoảng chắc cũng hơn 5 cm luôn đó mọi người ơi, giờ cũng tầm 5 cm rưỡi nha. Tại vì những đợt trước là tôi lên cho anh em cái bạn này á, thì nó sẽ nhỏ một xíu, còn bạn này đợt này nó khá là to luôn, rất là có lợi cho anh em mình nha. Những cái bạn như này nè, những cái bạn alien không to như này, thông thường mình sẽ bán cho anh em với giá tầm khoảng 100.000 luôn. Nhưng đợt này cũng gần lễ mà, cũng cận lễ nên là tiếp tục sale xuống còn có 60.000 một bạn thôi nha mọi người. Ai mà thích dòng alien, anh em nên chốt ngay cho tôi đợt này mã 336 phía trước nha. Đó, rất là đẹp, không to luôn. Rồi, bạn phía sau mình gọi là Galaxy Nemo. Mình cũng qua mã kế tiếp luôn ha. Rồi, và bắt đầu từ mã 337 đổ đi nha anh em, là mình sẽ lên cho anh em mình là những bé mái ha. Rồi, và giới thiệu cho anh em những bé mái đầu tiên, gọi là một dòng Fancy Dress. Phía sau là mái Nemo. Đây mái Nemo của anh em mình nha. Rồi, anh em thấy rất là rõ rồi phải không? Bây giờ mình cũng sẽ qua phần kế tiếp luôn. Hai em mái Nemo, em phía trước sẽ là nền cam, còn em phía sau sẽ nghiêng nền đỏ nhiều hơn nha anh em. Nói chung là những bạn này cái bụng nó cũng đã căng trứng rồi nha. À, mọi người chỉ cần mang về dưỡng cho nó quen với môi trường thêm đi, quen với môi trường mới chắc cũng tầm khoảng 2-4 ngày gì đó. Rồi hẳn cho nó ép đẻ nha mọi người, để tránh trường hợp nó bị sốc ha, nó không chịu đẻ ha mọi người ha. Và giới thiệu với anh em luôn, đây gọi là em Fancy Dress nha mọi người, Fancy Dress Cooper. Em phía sau vẫn là em Nemo. Em Nemo máy luôn ha. Rồi, bạn này thì mình gọi là dòng Fancy Dress luôn. Phía sau là Samurai máy nha mọi người. Rồi. Cảm ơn anh em mình đã xem hết video này của mình nha. Thì anh em nào cần lên các mẫu cá nào khác á, mình cứ việc bình luận bên dưới giúp tôi, để có gì xem ngày hôm sau tôi sẽ lên những cái mẫu mã mà anh em mình đã yêu cầu. Rồi, thì nói chung cái cách thức đặt cá đó là anh em hãy gửi cho tôi ngày xem đặt cá cộng với mã số ở phía trước phía sau để bên tôi chắc xem còn hay không nha anh em. Và cái số điện thoại cùng với Zalo tôi có để ở ngay phía dưới tiêu đề của video này nha. Rồi, hẹn gặp anh em ở một đợt cá khác để
xem, sẽ lên cho anh em những cái chương trình khóa hội họp nào dành riêng cho anh em mình nha. Rồi, và bye bye anh em mình nha. Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành nha anh em ơi. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.